cái lâm xích hay số chị cả điểm nguyên có không? Ví dụ như là mình cấp đông ấy, ví dụ như mình mua về mình đi không chợ đây, cái này là nguyên con này dùng để hấp nguyên con á, hấp chiên nguyên con á, chứ ở thành phố thì cứ người ta cứ nói mắt của bác Hồng Quang thì đúng rồi, rồi. Đấy đây các bạn thấy cái màng đấy rồi, ok đúng không? Có nhớt này, đang tươi lắm. Rửa sạch xong sao nữa, cho dụng cụ là một cái kéo thôi, đi đôi bao tay nữa không bẩn tay. Đây đưa vào chỗ mình lấy cái mang nó ra mà, mình rút cái mang ra và cái ruột của nó ra để mình giữ lạnh cho nó không bị phân hủy. Đây nhé. Đang nói để ăn. Không, cái ni gọi họ làm đi, họ cùng làm nguyên con hấp á. Này cá rối mà cá rối chi chi to gì nè. Đó, lấy mang ra rồi ok lấy đi, lấy cái tay này tước hai bên đầu về đây, nó cũng không phải là cứng lắm, còn cái đoạn này này tay khỏe thôi, còn tay không khỏe thì cứ lấy kéo, mà tay khỏe thì bấm cái là nó bung cái mối ở trên cái đầu của nó ra đây rồi rút thôi. Lấy mang đấy, đây là cái ruột này hay còn gọi là dạ dày của nó đấy, nó bé tí xíu này này. Đây, cái ruột của nó đây, dạ dày đấy. Tí nữa. Rồi, ok. Còn bây giờ là mình lấy cái tim gan ở trong này ra thôi này. Mình cho tay vào thôi. Cho cái ngón tay trỏ vào thôi, móc nó ra. Đấy. Để rửa đi cho nó sạch để dễ nhìn. Thường cái con cá này thì cái ruột nó bé lắm. Đây này, ruột nó chỉ có tí xíu như thế này thôi. Đấy. Cả ruột cả gan nó bé như thế này thôi. Rồi bỏ đi. Mình lấy lại ruột gan mình ăn. Ruột bỏ cho. Để con này chiên ạ. Là xong rồi đấy. Trong này nó có một cái bong bóng thì để cái bong bóng này nha, đừng có rút ra bởi vì cái bong bóng này rất là ngon, nó dai dai. Gai mà nó lại giòn. Đấy, xong rồi đấy các bạn. Đây. Cặp vi là bò vậy. Đấy. Ăn rồi. Làm hướng dẫn này. Đây còn sau đấy thì các bạn đánh vẩy này, đúng không? Vẩy khỏi đến đi. Ngon quá chúng bạn. Để nhắc cặp vi. Cắt vi thôi. Vầy các vi của nó đây. Dễ mà đúng không? Đúng rồi, đưa kéo một cắt thôi. Cái này thì dễ mà. Nó cũng khó khăn gì đâu, chẳng qua là nó to thì các bạn làm không quen. Đây con này là con bé nhất rồi đây. Ví dụ nó to thì chúng ta không bao giờ chúng ta làm cá cả. Trừ trường hợp những người ngoài chợ thôi thì người ta lại làm quen. Nhưng còn mình công nhân viên chức ở lâu lâu mới mua cá to như này về thì thường là họ ở chợ họ đã làm cho rồi. Mình cắt sạch sẽ thôi. Còn mình muốn sạch sẽ thì mình tự mang về nhà mình làm thôi đấy. Bỏ các vây trên này. Cái vây này cứng lắm. Thực ra nó là cái xương thôi. Xương này cứng lắm. Nếu mà nhà hàng thì người ta thường để cái đuôi cho nó đẹp, còn không thì các bạn cắt thôi, nhà ta ăn này, nhà mình chúng mình ăn thì cắt cho nó gọn. Đấy, thế xong rồi đó. Okay, có vậy bạn đến vậy thôi, không có vậy thôi đúng không? Cá nướng có vậy, tôi hỏi đúng không? Xong rồi đấy.